lại là em Mai đến từ cửa hàng xe máy An Thành. Và anh thấy thì là khi mà cái thời điểm mà Honda Winner X V4 ra mắt, 2024 ra mắt thì đang rất là cháy hàng luôn. Và giá khi mà cái đợt đầu ra mắt ấy thì giá nó rất là rẻ luôn, chỉ có 42 triệu đồng thôi. Nhưng mà sau một cái thời gian đấy thì cháy hàng và nhà em đang nhập cái lô mới về thì giá hiện tại là 44 triệu đồng nha mọi người. Thật sự là cái thời điểm hiện tại thì em nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh chị cũng như là cô chú là tại sao Winner X tăng giá mà trong video báo là 42 triệu đồng mà trong ngoài thực tế là 44, tại vì là cái video đấy là em báo trong dịp đầu tháng 3 thì mọi người sẽ biết là em báo cùng với con HRC. Thì hiện tại HRC màu trắng, đỏ, xanh và phiên bản màu bạc này thì giá là 44 triệu đồng nha mọi người. Và giá hiện tại thì em Mai đã bao VAT cũng như là không phát sinh một chi phí nào. Nếu như mọi người em sẽ xuất hóa đơn cho người tự làm bì số với giá là 44 triệu đồng là cam kết không phát sinh nha mọi người. Lưu ý là cửa hàng em luôn luôn bảo giá đúng. Còn nếu như mọi người mua góp thì thủ tục chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi. Em hỗ trợ trả trước cho dòng xe này là từ 7 đến 8 củ trở lên thì hồ sơ sẽ rất là đậu. Còn nếu bình thường mọi người trả trước giúp em Mai từ 5 triệu đồng trở lên là có thể đưa xe về. Còn bên em này có độ màu sơn 3D theo cầu này, có thu xe cũ, đổ xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc đến 63 tỉnh thành luôn. Còn nếu như mọi người muốn biết muốn xem cái mẫu HRC thì cứ inbox qua cho em Mai qua số điện thoại hotline Zalo là 0325333789 để em Mai gửi cái màu sắc xe này, gửi video xe chi tiết cụ thể hơn. Tại vì là hiện tại cửa hàng em nó có rất là nhiều xe nên em không có thể dinh ra ngoài để em giới thiệu chi tiết được, nên mọi người cứ alo qua số điện thoại hotline Zalo của em Mai để em Mai quay chi tiết cũng như là gửi hình ảnh cũng như là báo giá về hình thức ship xe hay là mua góp, mua tiền mặt nha các bạn ơi. Và khi mà liên hệ đặt lịch trước về em Mai khi qua cửa hàng còn được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra còn được nhận được giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nha. Và nhớ là video này là em đang báo lại giá của dòng xe Winner X V4 2024 là 44 triệu đồng nha mọi người. Và nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy nhanh tay nhắn tin qua phần Zalo của em Mai để được em Mai tư vấn cũng như là hỗ trợ tốt nhất nha. Và nhớ là các bạn hãy cho em Mai xin một lượt subscribe và một lượt thả like nha. Xin chào.